Mến chào quý vị, các chị, cô chú và trả lời kênh Viết Phú. Chúc tất cả quý vị, anh chị, cô chú một ngày mới vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc. Hôm nay em đi qua con đường cũ thì có nhiều anh có đề nghị em quay video về đồng hồ, thì anh em quay mấy con đồng hồ cho anh em cùng tham khảo và có thể lựa chọn mình một cái. Thì cái đồng hồ cũ thì trước em cũng có quay một video rồi, vậy nhưng mà lâu rồi thì thời gian này người ta cũng mua đi bán lại cũng nhiều cái, có những cái vẫn ở đây nhưng có những cái cũng đã đi rồi. Thế này sẽ quay quý vị anh chị cô chú cùng tham khảo một số cái đang còn là tủ ở đây, con đường cũ nha. Một số anh cũng có hỏi là mua về mà thì nhờ cái về mà nó lỡ mà nó không nó hỏng ấy thì làm nào. Thì nói thật với tất cả anh, hàng thì ở đây thì có bảo hành theo cái tem đi kèm, và hàng ở đây là quán em sẽ là đóng vai trò trung gian mua hàng gửi về cho tất cả các anh chị cô chú. Còn hàng hỏng thì với lại thì em cũng nhiều cái em không gọi là gì nhỉ, nhưng gọi là không take care được, không nắm được vì mua hộ và gửi về thôi. Còn ví dụ như máy tính em bán thì em sẽ chịu đảm bảo trách nhiệm là hàng ok phần cứng và chạy mượt về phần mềm thì em sẽ bán. Còn thanh toán thì qua số tài khoản em ở Việt Nam vẫn là như thế, cước thì vẫn 230.000 một cân. Đồng hồ này thì người ta sẽ tính theo giá trị của sản phẩm. Ví dụ như cái đồng hồ là thường nó giá nhỏ như thế này thì tính một cân đấy, kiểu vậy, 230.000 một cái. Và xem sẽ có một số cái cho các anh chị cô chú cùng tham khảo. Ở đây thì nó có rất nhiều hãng đồng hồ, Breitling, Seiko, Hamilton, nhiều lắm, Diagen, rất là nhiều. Thì mấy cái đồng hồ, đa số đồng hồ pin thôi. Một cơ thì cũng có mà số lượng nó ít thôi. Pin điện tử có thứ nhiều. Trên này nó có một cái đầu tiên, không có cả Emporio Armani. Con này thì đồng hồ cơ, người ta ghi là đồng hồ cơ đấy, cho nên các bác có thể thấy được cái bộ hệ thống cơ của nó đấy. Thì của hàng này là hàng của Netmore là một những hãng bán đồ cũ, bán đồ mới cũ ở bên này rất là nhiều. Có thể là con này mua hàng mới ở đấy nhưng bây giờ người ta bán hàng cũ thì người ta vẫn kèm theo cái thông tin xuất của nó. Lần này là có mã của nó là AR4690-2930 và 1563-5003,5 triệu. Rưỡi và 5 đồng, bảo hành 3 tháng nha, tự động xoay kìa. Gì đô mua cái này hả? Thế nó tầm 3,5 triệu một cái. Đấy, nó rất đẹp đấy chứ nhỉ, quay sang sau hông nữa coi. Đây, rất đẹp. Có thể là hơi lóa một chút rồi, đẹp rồi, rất là đẹp. Em quay bằng tay không cầm điện thoại đây, xem cái bộ phận trống rung thì em ít khi em cầm đi vì lười. Những chuyến đi xa thì em mới mang đi, chứ còn những cái ở gần như vậy thì tiện tiện đi chợ qua thì em quay thôi. Tiếp theo là một con Grandio, là 1,1 triệu, mặt kính trước rất là nhiều. Thôi, con này chắc là cũng thôi. Casio VKVA M480, anh 3 tháng giá 1,8 triệu. Về Việt Nam mình tầm mất tầm hơn 300.000 gì đó nữa. Đây là một cái em video đồng hồ này thì em sẽ lướt qua tên và giá và cái của hãng thôi. Thì em thật là em không phải là em biết nhiều về đồng hồ, cũng không chơi đồng hồ, cũng không thích, em không thích, nên em lướt qua cho các bác xem là chính. Tiếp theo là một con Calvin Klein có mã là K26211, 1,8 triệu, rất đẹp. CK này, CK này. À, đẹp chứ nhỉ. Đơn này là Hamilton, 1,5 triệu, H644510, 5,5 triệu của Hamilton. Đơn này là của con Zego Acuity, còn nước nào thì không biết nữa. Đơn này đồng hồ hết pin, đã mở rồi, hết pin rồi. Bên này là Breitling. Một tiếp theo là một con Seiko. Seiko này thì giá rất là đắt, tầm 30 triệu.
có mã 8x82 0A N0-1 anh 3 tháng nhé. Đó, lên ba xem cái đồng hồ đó đẹp chứ. Bên này là một con Seiko khác 9S8500A0SBGH001 giá là khoảng tầm 90 triệu đồng nha ba. Đấy, rất đẹp, đồng hồ này đồng hồ cơ có ghi tự động vặn kia là đồng hồ cơ. Như này một em Gucci 5500M giá 4,6 triệu giấy, đồng hồ thường thôi, sản xuất năm không có không biết luôn. Bên này là em Citizen EBG 74-21-2781 giá là 7 triệu, còn thì Citizen bạc này nha bác. Bên này là một em Diezen đồng hồ đi mình thường ta DZ-1474 và bên này là cũng một Diezen DZ-4355 bên này giá là khoảng tầm 2,2 triệu và bên Diezen này 3,5 triệu DZ-1474 này 3,5 triệu nhé. Xuống dưới này đây là một em Casio IAGF, con này có giá 36 triệu đồng vậy, rất đẹp, G-Shock của Casio. Rồi bên này là một em Casio PRX-8000GT cũng có giá rất là đắt, tầm 28 triệu đồng, rất là to, hầm hộ nguyên hộp luôn, hai con này đều hộp nhé, rất đẹp. Này là một em Casio GVKN-1000C cũng 7 triệu G-Shock Casio. Đây là một loạt các em G-Shock của Casio có giá từ 2,3 triệu, là con màu Randri ở trong kia đấy, 2,3 triệu, con này là 2,7 triệu, 2,8 triệu gì đấy, con kia là 4,2 triệu, con này là 4,6 triệu đấy, nó mấy em G-Shock Casio vậy. Bên này rất nhiều G-Shock Casio, GA400 này đã 1,8 triệu, con này 1,2 triệu 120TS, con này BA100 này 1,4 triệu, DVK5600E này thì 1,8 triệu. Bên này cũng vậy, riêng em mình này cũng vậy. Đây là một loạt em Casio. Bên dưới này thì mà em Alaba mà em khá là tên tên tuổi nó khá là lạ. Nói chung là đây đa số là G-Shock, em quay các bác ưng con nào thì chụp ảnh màn hình lại nhắn tin cho em sẽ mua cho, không báo giá cụ thể đâu. Chứ nhiều quá, liệt kê thì em cũng không biết liệt kê như nào về đồng hồ cho tất cả các anh chị cô chú cùng xem. Alaba này, con này là con gì đây, Savaton Marai, còn là hãng lạ lạ đấy. Đây, cái này gọi em Suto đấy, nó 4,6 triệu đây. Có đồng hồ này là đồng hồ mật, nó có đầu lâu hay là gì đấy, tên đen tên đình, có rất nhiều đồng hồ. Ở dưới này là mấy cái nhỏ nhỏ cho chị em, có kiểu quỹ tộc màu vàng kia đấy, có con vàng kia giá 1,2 triệu thôi đấy nhở. Một đồng hồ nó hiện thấy không, hiện tại là không thấy kim quay các bạn, phải thấy pin được. Đấy, một loạt các em đồng hồ Epson có đồng hồ, con này không thấy hiện thị luôn. Nissan luôn này, 1,6 triệu này, Diesel 4,6 triệu này, tắt đuôi đấy, Epson 2,3 triệu. Ở đây có một con Independent khá đẹp, con này có giá là khoảng tầm 1,2 triệu vậy thôi. Và bên này là một con Kogu là hãng gì em không biết luôn. Trong kia có mấy con khá đẹp, em sẽ lướt qua lượt nữa cho tất cả anh chị cô chú cùng xem, và ưng con nào thì chụp ảnh lại em sẽ ra lấy về. Chứ bảo là giới thiệu kỹ về đồng hồ thì em không sành lắm nên em cũng không biết giới thiệu như là sao. Đây, em sẽ lướt lại một lượt nữa cả anh chị cô chú cùng xem. Này, em sẽ lướt lại một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, chậm một chút cho tất cả anh chị cô chú cùng xem. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đồng hồ này thì cũng nhiều cái rất là rẻ. Trước em mua một cái Casio kiểu anh Nguyên Hộp có 3/3, tầm thời đại man còn rẻ, năm ngoái em về 700.000, năm nay thì đắt hơn tầm 50.000 thôi. Đây thì em xin chấm dứt video tại đây. Bên này có rất nhiều kính, em sẽ chọn mua một cái kính. Đi trời nắng quá. Thì em xin cảm ơn tất cả anh chị cô chú theo dõi video của em. Em xin hẹn gặp lại trong video lần sau ạ.